trai anh tài thuyền viên, tiếng mơ ngàn đời nhìn ngắm thiên nhiên hồn thấy lừng lừng lông xa xa vui thích, nghe lướt gió phi vân quang chiếu lưng trời, chim liễu lo trên cánh thu rừng bên suối nhớ nhớ, cánh hoa rừng khoe sắc hương tỏa thơm ngạt ngào, nhìn ngắm thiên nhiên hồn thấy lần lần lông sắc ra vui thích, nhẹ lướt gió phi dần thì thú tài liền quanh. Cánh trung bài giữa trời buồn gì tình tu điểm tu duyên tình, anh chân thành lâu nghiêng bóng dù ngọt ngào hương yêu dương đầu môi, cha ta xin lễ đính hôn khi hai đứa tóc còn để chồm, ta chỉ biết kiến công lập nghiệp vì một bước nàng đến địa vị cao sang. Thế mà nay
Thế mà nay đã quên lời ký ước hai họ dương phạt, để mặt tay chịu tiếng đời nhạo báng. Nàng trai theo bóng sắc của đình sang họ tiếc, để bẻ bàn duyên nợ dở dàng. Hận ta mang hận nước tình nhà, quán ta chất chất chồng cao như núi. Dạ, bẩm tổng binh, quân đại đường năm vạn, xâm tiên bạch hổ quan, tướng quai hùng khí thế ngút trời, quân võ giọng hò reo dậy đất. Kỳ đồng ta đang nôn nóng giữa hận nước thù nhà, sát đường hướng thay phơi, lựu tiếng danh muôn thuở. Tiết Dương quý tướng tinh bạch hổ, Thành Long là tướng tinh của Dương Phàm. Thành Long cùng bạch hổ, anh hùng đối anh hùng, hào kiệt đánh hào kiệt. Tiết Dương quý, người sẽ vui thay khi đối chọi với Dương Phàm. Dẫn thời gian
Như xưa nay nhà ngươi chưa gặp chàng đối thủ, nên khoe sức hào hùng lắm lời tự kiêu. Nơi đã có ta sẽ xóa mờ danh tiếng, khá rút quân Nam với đường dường công lễ hàng năm. Cái lời ta đua sẽ tan thay hả? Tai nghe bao qua lời tự thị ngao nhỏ tâm lượng biết đèn lời dám sánh rằng hòa kích thiên phương tiêu diệt buồn ngông ma. Lòng hổ cánh tài cùng phân cao hà ha. Tìm đường về quan ải, mắt lờ mờ thấy quan tài ngôi miếu cổ. Ta có thể tạm dung thân trong lúc đêm về, rạng tinh sương người ngửa đề quề, sát phiên tặc ơn vua bao trọn. Bà huyền nữ cửu thiên
chuyển nhiễm màu quá khứ vị lai. Tiếc nhân quy đành cam mạng tha. Dù tan xác anh hùng nào xá quả, bao ơn vua trọn đảo làm tôi. Nhưng chỉ thương cho vợ con thổn thức chốn màng loan, khóc thảm cảnh phụ biệt tử ly. Âm dương hai đàn rơi lệ ai bi, liễu kim quê thương cô nàng tâm già héo hon. Thương cho hai con khờ đầu chích khăn tan, những danh tướng xa trường ta đã nguyện giá ngựa bọc thay. Sành ký tử quỳ sống ở thác ơn tất đất ngọn rào mong báo cho con. Khấn nguyện linh thần xin hộ độ chở che, mọi việc đã thành miễu gió sẽ sùng tu. Đình Sang con. Dạ. Cha những tưởng cha con mình không còn gặp mặt với nhau. Không, con và soái phụ mãi mãi sẽ bên nhau. Đình Sang. Dạ. Mùi tết rồi. Nó đầy chữ tiết Đình Sang. Tuyệt Đinh Sang. Dạ. Sao con nỡ bắn cha? Không, không, con không hề bắn soái phụ. Thế sao mũi tên này đầy ba chữ tiếc Đinh Sang? Soái phụ tuấn mã xông pha,
Bạch Hổ Quan giải dây cho sói phù, Bạch Hổ càng ngăn con buông tên mong rành bước đi vô thành. Trời ơi, có phải chăng đây là quả báo luân ngày thành công cha ca khúc khải hoàng xưa, cha về quê trên bước dặm ngàn, cha bắn yêu tinh nào ngờ trúng phải con mình, nay số trời con bắn cha tâm sự vô tình, quyền nữ cửu thiên đã phân bài nên cha vẫn ngậm cười không trách hờn chi con. Sói gia ơi, ấu nhi dập đầu trăm lại, cha giết con đi chứ tìm lời an ủi mà chi. Trời ơi, thảm cảnh này sao quá trớ trêu, con bắn cha miệng đời dĩ nghị. Bạch Hổ kia là tướng tinh của già, con chẳng tin tưởng nên mới bắn lầm cha. Lúc trước còn có lời khóa mà lệ quê, sát phụ tru huynh ghi sổ muôn đời. Nhưng cha bằng lòng tha tội con thơ, vì đây là quả báo luân hồi. Số cha đến đây mãn căn rồi, con ái sáng lo gian sang ta dần. Phụ thân ơi, chớ trôi trắng con qua đau lòng, cha sẽ sống và sống mãi bên con. Cất tiếng kêu vang qua cổng bài chi ngàn trai, tiếng cánh tan thương giết cha vô tình gây ra, tên thần tung hoành gian quai, xác quân thù thầy dưới chân, lối giết cha ta để chi cho lòng thêm đau. Thái tử đã gặp Bình Liêu Dương chưa? Chữ tướng Mạng Phụ và các phu nhân đã đem quân tiếp ứng. Bình Sa Phong, đại quân. Hình như Bình Liêu Dương. Mẹ, Bình Sang, Xuôi gia con đã thế nào? Sao Xuôi gia con đã chết rồi? Nguyên soái, tiếc lắm, tiếc lắm. Ôi trong hoa thần xác tiếc à. Đâm rơi trong màn tối. Xoay gia lăng thiền cầu
không nỡ gây điều chi hôi. Cách xa hai ngã bao giờ, đoạn duyên với nhau. Còn đây chứ tướng còn đây mà ngài đã vội ra đi. Ngài đã từng đông sông tây đục nam tảo bắc trừ, tôi với ngài sống chết chẳng từ. Giáo kim tôi còn sống sau ngài vắng số. Đinh Sang. Dạ. Mày giấu gì đó? Dạ đâu có. Đâu thuật lại cho rõ ràng tại sao mà Bình Liêu Dương ổng chết vậy hả? Dạ, nhờ kim linh của quốc công tha khỏi tội, con vội vã xông pha bất luận đêm ngày, tuấn mã buông phi trên nẻo đường dài, lần lối nhỏ vào nơi góc khẩu, thì bạch hổ chặn đường cản lối, cuốn buôn tới thần hạ sát hổ lang. Đến đây thì sôi phụ đã lâm nạn, chẳng bị chết gì gươm đau mà do tên bắn trúng. Hả? Ngài chết vì tên độc của Tây Liêu à? Bây giờ mũi tên ấy ở đâu? Dạ, con liền bỏ rồi. Liền rồi mà suy nghĩ hả? Mày giấu gì đó? Mày dạ, giấu gì sau lưng đưa coi? Dạ đâu có. Đưa tay mặt ra. Dạ mẹ. Lẹ ha. Tay trái. Lẹ nữa ha. Hai tay. Dạ. Hai tay. Tới cái chân ha. Hết tay tới chân hả con? Xê ra để giảo lụm coi. Mũi tên đẫm máu. Máu của sói thân con. Mũi tên này đã ghim vào cổ của Bình Liêu Dương à? Hả? Đinh Sang, mũi tên này của mày à? Trời ơi, mày đã giết Bình Liêu Dương à? Thôi, thiệt Đinh Sang đã bắn chết Bình Liêu Dương. Mẹ. Mà sát phụ thân vì bạch hổ chặn đường nên con mới buông tên. Nào hay đó là tương tính của sói phụ. Mẹ, Đinh Sang nói quả là vô căn cứ, đã bịa lời phờ phỉnh để gạt ta. Thiên Tuy ơi, ai có nợ chắc trai bất ruột cho đành. Đoạn tình phụ tử, con giết cha thì làm gì có được. Thôi đi, ta không rủi rảnh để lời qua tiếng lại. Bình Liễu Dương đã chết, còn ta giữ chức tham mưu,
thế quyền người trưởng quản quân cơ, Đao Võ Quân, dẫn thái tử Đinh Sang xử trảm. Thiên Tuế ơi, tôi xin người hãy thứ dung. Giết cha sau nay lại bắt trước. Đinh Sang con ơi, xưa con đại ngôn là trung hiếu lượng toàn, mong lê quê giả thú chẳng bằng. Giết cha giết anh đến đây mất báo đôi lời, giả nhặt ngươi đã hạ sát Bạch Hổ tình tiết nhược quy. Lục thiên đình có chỉ, tối tài trời sát thủ của mi, nào dẫn thiên cung củ chi thần tiện, kim khôi thiết giáp cùng thủy quả bào, khả giao lại các vật báo linh để ta đem về động thất. Sư phụ ơi, con gian cầu sư phụ rộng lòng thương tha thứ cho con. Danh gian truyền nhờ các báo màu, nay lấy lại thì làm sao con giúp nước? Số trời đã định, không thể xuyển sai. Cứu lại sư phụ. Ồ chứ dần dây, việc cứu nước sẽ có người giúp nước. Thiết Đinh Sang, bây giờ phép linh đã hết, có thể cầm quân phá giặc Dương Phàm. Tôi phải để sứ văn trình tấu thánh hoàng, truyền quân sĩ giam Thiết Đinh Sang vào ngục thất. Thôi, Đinh Sang, đại quân. Cần thấu thức nghe tan nát lòng, hưng
tình ngàn trái dương sò héo. Môi tình nhiệt hoàng tim đau rơm máu ta hồng thế nhân đinh sáng phù dòng tiếng nhân ngàn năm đau thương cánh cánh ngồi dậy uống thuốc đi con. Mẹ, mẹ lo cho con quá. Vì con mà mẹ vất vả đêm ngày chăm sóc. Đau thần khan con chưa bao tròn ân. Thế mà để che già quằn quại sớm hôm, che mưa đỡ nắng bao toàn. Người mẹ nào nỡ thản nhiên trước nỗi đau thương của con mình mà không nát ruột xé lòng. Khi nhìn con trẻ cũng đàn gai gánh, ôi tóc liễu rối bời trên đôi bờ vai nhỏ, như tim con quặn thắt bởi chữ yêu. Suối châu không dứt mạch sầu, bâng khuâng dạ ngọc rầu rầu vàng qua. Mẹ ơi, quyền quá phúc trời dành tất cả, kiếp dương hoàng ngẫm nghĩ càng đau. Con mẹ ơi, bé bằng hồng nhan tuổi xuân sớm chiều vợ giam duyên đầu quan trái đeo mang bao nỗi ưu sầu sao quá công tư câu đành bài điều yến quanh ngồi sắc thuốc đầu tựa màn loan trăng trở giấc không trôn. Con trót sinh ra
như sen mọc cuối mùa trơ trọi giữa đầm sâu là ngọn cô sương giữa trùng dương đơn độc như lá chết đông đưa gió thu buồn lai đồ là thể xác gương sinh chờ liềm xuống quang mồ lê quê con đừng quá bi quan chất chồng đau khổ hãy cố quên nỗi sầu giá diết chỉ vàng là bóng đen phải cố xua tan nhìn con hồ lệ đâm đìa mẹ đau xe ruột sợ lìa tình thâm tiếc lắm lê quê con tiếc lắm ơi mạnh mặt sao này mãi chồng chất quang khiên dặn cơn cảm xúc bi thương đánh tan u hờn trong tim để xuôi theo dòng thời gian quên sầu những sầu cạn cao chứ yêu đương không mơ trong dời dời núi cao thăm thăm muôn trùng người ta không tiếc không thương không tính chuyện thương cùng mặt thảm nguôi ngoai cơn sầu cố lấp tường cười bên mẹ cho qua chuỗi ngày tàn vết tim như chim cá giữa trời cho hồn thư thái nhìn đời màu xanh lời mẹ giao nghiêm là khuôn vàng thước ngọc lòng vẫn lòng con cô mà quên và bẩm phu nhân có lỗ quốc công Trình Thiên Tuế gửi lời vào xin diện kiến phu nhân. Sao lại thằng cha giảo kiếm nhiều chuyện cứ dẫn xác đến đây? Lê quê, dạ con hãy nằm yên để mẹ ra đuổi ông ấy khỏi nhà. Ờ mẹ, mẹ phu nhân hạnh ngộ tai kiên phu nhân. Xin mời ông hai ra khỏi nơi đây. À? Chưa nói gì đã gây. Tôi mẹ quá con côi. Tôi đâu có gì lôi thôi. Đã hai lần ông đến Hàn Giang là hai lần con tôi khóc dở dang. Đời có gì đang chán? Khóc cho ấm áp gia đình. Nhưng mà nó khóc cho tình lên men ái, khóc cho vui cửa vui nhà. Mới chào đời đã khóc tù hòa, khóc cho đời sao trá điều hòa. Ông khóc há hê vì nỗi mừng vô hạn. Nhưng khóc mà vì chồng dân lễ đầu cao, khóc vì được vợ đẹp chồng tài. Cứ khóc hoài có chớ ai đâu. Thôi thôi, ngài lanh quá, nói không kịp với ngài à. Cái miệng tôi vậy nó dẻo nhẹo à. Đó là bẩm sinh thiên phú đó. Phu nhân nhìn tôi nè, thấy không? Sở dĩ tôi mập ú là nhờ tôi nói nhiều đó phu nhân à. Thưa phu nhân, khóc có chi rằng lạ. Đâu chỉ riêng ai mà cả thế gian này đều khóc. Trong đó có tôi. Khóc vì cô lẻ một thân nơi chiến địa. Khóc
nhớ người cô phòng lẻ bảng chờ mong. Khóc vì tình đời đen bạc như vui, khóc vì bà chủ thấy tôi vô nhà mà không mời ngồi uống nước. Ý chết, mời ngài ngồi. Nhờ nhắc mới nhớ nè, cảm ơn phu nhân. Ý, mà không. Mất trơn nữa. Đinh Sang và Lê Quế đã nhân cùng nghĩa tận, chồng vợ tuyệt giao rồi, đâu còn gì để nói nữa mà ngài phải đến chứ. Cái chuyện thằng Sang với Lê Quê là chuyện của thằng Sang với Lê Quê, còn chuyện tôi với phu nhân là chuyện tôi với phu nhân, ăn nhầm gì đâu à. Thiên Tuế, ngài nói chuyện gì vậy? Sao lại có chuyện tôi với ngài? Trời ơi, tôi là con người đứng đắn mà phu nhân có hiểu lầm nữa rồi. Tôi muốn nói chính tôi là ông Mai, đến gặp phu nhân xin cưới Lê Quê cho Đinh Sang, thì coi như mình dính dáng tình cảm nữa. Coi, coi Thiên Tuế. Này, lại hiểu lầm nữa. Nói gì không kì... có, tôi nói tình cảm của hai họ Xuôi Gia đối với ông Mai như thân thích chứ có gì đâu. Tôi thật là phục ngài à, yeah. Sao nói cũng được. Yeah. Mà thôi, xin cho tôi biết, ngài đến đây có chuyện gì? Cái chuyện tránh mà quên, chuyện buồn. Tôi đến để báo tin buồn, Tiết Nguyên Soái chết rồi. Hả? Thiên Tuế, Thiên Tuế bảo sao? Soái gia con đã chết à? Phải rồi. Tại sao? Tại vì thằng Tiết Đinh Sang nó bắn chết. Thiên Tuế, Lê Quê con. Thiên Tuế, ngài tàn nhẫn lắm. Có phải các người đã cố tình muốn cho Lê Quê chết vì vừa lòng phải không? Tôi đâu có ý ở đó đâu, không có. Không mà mãi với mẹ chê bai rằng con tôi sát phụ. Phu nhân hiểu lầm tôi rồi. Lời tôi nói đó là sự thật. Chính Đinh Sang bắn Nguyên Soái chết ở Bạch Hổ Quan. Tôi đã ra lệnh tống giam, hiện đang trên đường về triều tấu lên chúa thượng. Soái gia thưa mẹ, nay cha chồng con qua vạn, xin phép mẹ cho con được thọ tăng. Được, mẹ chấp thuận. Nết na hiền hậu tài phép vô song, thế mà Đinh Sang phủ phàng rúng rẩy Lê Quê. Ý ta muốn trao dốc lòng ta trở đường ban, chinh phục Tây Liêu can qua sớm định, thoát quả đau huynh không còn thảm quả sanh linh. Duyên nợ dở dang Lê Quê định xuất gia đầu Phật, ta lánh cõi trần gian không bàn chuyện xuất gia. Thân khoác áo nâu sông ngày ngày sớm kể chiều kinh, quên hết nỗi ưu phiền tình lụy chẳng dấn dương. Bỏ đi cái thời hoa mộng, vợ chồng khi giận khi thương, vui buồn như trở bàn tay. Nếu cháu còn nghĩ đến chung tình với thái tử Đình Sàng, thì nên ta trở cho chàng sớm đói tội lập công. Chàng đã nặng lời dứt nghĩa đoạn tình sẽ áo chia bông, hết nợ hết duyên là hết liên quan mỗi kẻ một đàn. Ba trận thủy hồng nói nghĩa vợ chồng tóc bạc răng long, hai lần xua đuổi Lê Quê chén nước đổ đi hốt lại sao đây. Không lẽ cháu nỡ nhìn Đinh Sang giữa pháp đường rơi đầu thọ tội, còn tiếc phu nhân và quyến ca nhà sẽ chịu quả lây. Một Đinh Sang phụ bạc, nhưng cả nhà hết dạ mến thương. Đây tâm thơ của Tiết phu nhân, nhờ ta gửi cháu và bà Xuôi Gia.
Thưa mẹ, con cứ đọc. Biết phu nhân thương con hết mực, nhưng sao việc Đinh Sang xử tệ, bà chí quyết không gặp mặt Đinh Sang. Đêm thở ngày than, mong sớm gặp lại dâu hiền. Tiết Kim Liên cũng mãi nhắc cháu, nó nhắc hoài cái miệng nó nói thôi không có kịp thở vậy đó. Nếu muốn giúp đại đường, nhưng Lê Quê không danh phận, lấy quyền gì thống lệnh tinh binh? Cháu yên tâm, bây giờ quân Hàng Giang cháu tập luyện tướng binh, ta sẽ thỉnh thánh hoàng ngự giá, tỏa tâm thơ trình tâu mọi việc, phò đường bán sớm định can qua. Nhưng nếu con kể tự sự, sẽ mang tiếng bội phu, tố cáo chồng lên chúa thượng. Cháu đừng lo âu, mọi việc đã có giáo viên, chẳng hại Đinh Sang cháu không mang tiếng bội chồng. Cơ hội giúp Đinh Sang thay tâm sửa tánh, tự phụ tự cường chỉ rước họa vào thân. Yêu hận thế nào là do quyết định của con, cơ hội giúp chồng chữa tội lập công. Dân vì nước vì nhà và vì muôn triệu sanh linh, còn thảo biểu văn thượng tâu cửu trùng, ta trở đại đường bình định càng qua. Bao binh tướng
sĩ gia lâm, tất cả nghiêm trang nghinh tiếp. Trung thần thị lễ ra mắt ấu quân. Quả nhân miễn lệ cho mãn phủ bình thân. Nào, linh cữu của Bình Liêu Dương. Bình Liêu Dương hiền khanh ơi, bao công nghiệp gian sen khai dừng, phá liêu ban quá hài chinh đông. Nay còn đâu dũng tướng chống thành đồng, nhìn linh cữu quả nhân không ngăn suối lệ. Nhìn linh cữu hương trầm nghi ngút khói, quyển linh hồn người vĩ quốc dâm thân. Mảnh khăn tan khóc kẻ công thần, hay tính giữ triều đình ngớ ngẩn. Phải, khi hung tính từ đồng quan về báo lại, thì phụ vương ta đã án giá xa băng. Ngầm mùi thương cho kẻ công thần, trọn một đời trung can. Gối tuyết nằm sương bao quán nhọc nhằn, bao lần vào tư ra sông, giải giá phụ hoàng trong lúc nguy nan. Cuộc sống ta giết chết gian thần, người cũ vẫn còn sau đó dội đi. Phá liêu ban chống dịch vàng, bao nhọc nhằn tâm già chẳng than, đem vinh quang cho một màu tờ. Người chết rồi vợ con sống bơ vơ, đây lòng y cầm khoát linh sàng, để tỏ tấm lòng yêu mến vô vàng. Khi hồi loan điệu thấy trang y hoàng, phẩm dương gia. Đa tạ thiên nhân đối từ, thượng công thần nghi lễ trang hoàng. Nhưng xét ra vì tướng công tôi, mà thiên dương đã cởi hạ tầm tiên, khiến gia quyến thần mang trọng tội. Bình Liêu Dương phu nhân chớ đem lòng lo ngại, không phải riêng quả nhân mà cả thần dân đều biết. Cơ nghiệp đường bản hưng thịnh suy vong đã do một tay Bình Liêu Dương gầy dựng. Tờ ai biểu phân tường cõi rệ, Bình Liêu Dương chết đây là do thái tử Đinh Sang. Nào, kẻ phạm nhân tội thấu thiên đình, mau dẫn nạp cho ta xử tội. Quân sĩ, vào cấm ngục dẫn Đinh Sang ra đây cho mau. Dạ, tội thần Phó Tiết danh gọi Đinh Sang, dập đầu bái kiến thiên nhan, chúc chúa thượng hoàng đồ vĩnh cửu. Tiết Đinh Sang đây à? Dạ. Nghe ta hỏi, cỡ sao lại đoạn tình cốt nhục, dưỡng cung thần hạ sát phụ thân. Đầu đuôi sự thật khả phân, bằng gian dấu
luật hình khó dĩ. Lời phấn thật khi ra roi pha giặc, gặp hổ lang cạn lôi trận đàn. Dương cung hạ sát mở đàn, nào hay bạch hổ là tướng tinh thân phụ. Rõ ràng xảo ngữ, thầm che đậy tội đã gây. Chẳng hỏi ngươi đạo tam can như thế nào, xử sao cho vẹn giữa trung hiếu và tình. Muôn tâu nhất dạ trong quân làm tôi hết đạo, hiếu đế sanh thành một dạ tháo ngay. Tình nghiệp u thê gối chăn nồng mặn, sông chết có nhau vợ chồng dữ dàng. Đạo lý luôn thường kẻ sĩ phải nói gương. Nói gương à, kinh sử lão không tạm ngàn thành thạo. Thế mà ngươi quan kiên nở tạo, giữa công an quả nhân ban chỉ, biên ma tước quyền nhị lộ nguyên nhung. Xin thánh quân nghiêm lệnh ban truyền, tội tài trời của thái tử Đinh Sang. Còn giết cha phạm luật tiêu hà, đành rành mấy tội không còn yêu ca. Tiếc Đinh Sang. Dạ. Đạo tam can nhà ngươi không dự, giết phụ thân bất hiếu nghịch nhi. Phụ vương ta hung tinh vừa hay, khóc giọng tướng rồi xa băng an gia. Trời ơi, chữ trung đã lỗi lầm không trọn. Phủ duyên tình cùng phàn nữ lê quê, phủi công ơn trảm tướng đoạt quan. Trung hiếu tình cả ba đều bất nghĩa, luật pháp khó dung thứ tội. Lệnh cho thuyền tế giám sát quan. Ba hồi chiên lệnh nổi lên, dẫn tội tử Linh Sang xử trả đời. Nhìn nhau, người buồn nhìn nhau, người buồn nhìn nhau, nói không nên lời, buồn sầu lê thu. Đời con đã hết, thôi còn thương chi chi khi. Chưa hiểu không tròn, ôi tâm nát tan, xốn tan gan vàng tuôn càng đê hồng. Không gian chìm trong đêm, âm u đời hoảng du. Thế lương đời tan thương, gieo chi niềm đắng cay phải lìa hai. Tiếng giang cầu mẫu thân đừng khóc con khờ to xa tình. Đừng xa lỗi con làm đã cam đành, nỡ nu cười thương diêm đài. Con thiên thu Đinh Sang đại quân, con ơi con, đại quân ơi, trời ơi, tai lắng nghe tiếng chiến rền vang, hồi chiến vang đồ. Chiên lĩnh một hồi gian đổ, sắp hành hình kẻ phạm luật hình. Mời chư mạng phụ ấy lui ra, đừng thương tiếc cái thằng bất hiếu. Quốc công, quốc công ơi, tình mẫu thật ai chẳng tốt chẳng đau. Một anh
sao rơi giữa trời tắt liệm, giờ thêm hương lửa tiết gia sẽ vùi thấy trong quyệt lành muôn đời. Có phải chăng nghiệp chướng quan thiên đeo đầm phần nhân hồng, 13 năm tựa cửa mỏi mòn thân chinh phủ, theo hắc giang trang đài gió ngựa khắp chinh nhân, ngày đoàn viên chồng vợ chưa kịp nở nụ cười thì lễ tan tóc ngập tràn chân khuya mắt. Một mũi tên trên đường về phố khổ, cha bắn trúng con vì muốn trừ mảnh hồ. Tiết Kim Liên nhu mì khờ khạo, còn Tiết Đinh Sang thì hiếu đạo khôn lanh. Sương đơn độc vào rừng săn thú, đổi tiền nuôi em khờ mẹ yêu. Phó thẻ bên chân mong sớm thành nhân chi mì, nuôi bước phụ thân diệt giặc bao sang hà. Đến ngàn phụ tướng bị dây, nó biệt tôn thì tính sẽ thanh ngang mày con đã phân lòng cha. Thiên tuệ ơi, nửa cuộc đời của Liễu Kim quê ngủ cười không nhiều bằng nước mắt. Thoát chồng giữa chôn cất lại thì nhìn ngủ cắt con rơi. Nếu phải giết Đinh Sang tôi bằng lòng chịu chết cho nổi thương sầu không đàn ngập. Mạng phụ của Bình Liễu Dương đừng quá xúc động, tiếc thương cái tên bất hiếu tự phụ tự cao. Nỗi đau này không phải của riêng ai, mà là chung của đường quốc. Đinh Sang phải chết. Không, không, Thiên Tuệ. Cũng đã yên phần, chỉ thương cho kẻ sống trần gian ôm khổ hận. Đứa hài nhi vừa chào đời mở mắt, lại phải chết thăng tan gian yên sống cha. Ngâm ân cớ có ngâm danh, cả nhà họ tiếc như cành. Nhìn các người rơi lệ mà ta cũng muốn lệ rơi. Thôi ta cũng giúp cho quanh niên chẳng rã rời, vào tàu thánh thượng xoa đi án tử. Ôi chiến lệnh thứ hai. Con mẹ nên sợ mẹ. Ôi thủ, đây lệnh tiễn hổ phù trên lệnh thiên nhang, bãi án tử hình tha thái tử Đinh Sang tội chết. Vạn vạn tuế. Tội tử Đinh Sang đã tha thứ, nhưng còn tội sấm lệnh phải nghiêm trần. Tướng Dương Phàm khuấy nhiễu ngoài thành, còn trong trương hết người đối địch,
như Đinh Sang các phép bao tiên gia đã thấu lại, bây giờ chẳng khác nào như con cua đã gãy rụng càng me. Thiên Nhan dạy rằng muốn đoái tội lập công thì phải tam bộ hành nhất bái trở lại hàng giang quan cầu phạn nữ Lê Quê phá giặc. Không, không, cô không thể nào thi hành, không. Đây là kiếm lệnh. Không sai. Dạ. Tại sao mày lủi lên mình tao vậy? Dạ, cô đâu có lủi đâu. Tại ông thắng lợi ông không cho con hay. Đừng có lẻo mép. Dạ. Nè 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 nè. Một án mà mày làm chưa mà con quỳ lại đây. Dạ. Tao đã nói rồi, đi trở về Hàng Giang xong công vụ về đây được lên chức. Dạ. Trong lại ông. Hả? Ngàn lại ông. Đừng có miếu mặt mày miếu kỳ quá, nói đi. Dạ thưa ông. Hả? Dạ. Nói đi. Tội nghiệp con phải không? Tội nghiệp mày là ai? Tội nghiệp tao. Tự nhiên mày không nói mày có tội nghiệp hoài. Dạ thưa ông. Dạ bấm ngày lên đến cực phẩm trào đàn con cũng không có ham. Thôi đừng xạo mày ơi. Nói thiệt mà. Hả? Lên chức cao con không có ham đâu. Mày không có ham cao hả? Dạ. Hàng chi mày lùn quá hăng. Dạ. Ngày xưa ông Thái Tử ông đánh đuổi bà Phàng về quê, bây giờ lên đến đó chắc là phải chết. Dạ con không nói dấu gì ông. Nói xa không qua, nói gần. Con nói gần cho tao đỡ mệt cho mày ơi. Dạ nói gần. Ờ. Dạ con còn một mẹ già. Ờ. Tuổi đã 80 rồi. Ờ. Dạ ông thương con ông tha cho con. Bây giờ lĩnh mày cãi mày không? Tao vô quân. Nến đi. Mày hả cái họng gió vô mày đau bụng bây giờ đó. Nến đây. Dạ nín. Tao kêu vậy chứ đâu có ai đâu sợ. Dạ. Giờ tao hỏi mày đi không? Dạ. Đi không? Dạ. Đi không mày? Dạ, dạ, dạ tôi, dạ tôi, để con đi, con đi. Ờ, vậy mới dễ thương không? Dạ, dạ thưa ông. Gì nữa? Dạ trước khi con đi, con xin ông phát cho con tiền. Tiền gì nữa mày? Dạ, tiền tử. Hả? Con ăn trước rồi con chết. Lo xa quá ha. Ăn cho no ha. Dạ. Mà sợ chết rồi thành ra thằng ma đói ha. Dạ. Không mà đừng có sợ con ơi. Không đến độ chết đâu. Bất quá mày bị vết thương nặng rồi vậy thôi à. Nè nè, từ đây trở lại Hàng Giang á, ta hỏi mày nghe không? Dạ. Ta đi ngựa là bao nhiêu ngày? Hả, đi thuyền. Hả, đi bộ. Hả, mày đổ thứ coi bao nhiêu ngày đường, mày nói cho ta ông nghe coi nè. Dạ, đi ngựa á, thì chừng một tháng. Một tháng? Dạ. Còn đi thuyền á, thì 2 cái 15. 2 cái 15? Dạ. Ờ. Còn đi bộ á, thì 30 ngày nữa tới. 30 ngày mới tới? Dạ. Chờ ông tính chút xíu nè. Dạ. Ngựa, một tháng. Thuyền 2 15, đi bộ 30. Hả? 30 nhiều, 30 nhiều nhất. Được được, con ơi đi bộ cho nó lâu hơn con hen. Dạ. Cho thằng Sang nó thấm thía mùi cay đắng chơi. Dạ. Nè nè nè, bây giờ nghe tao dặn nữa nghe không? Dạ. Mày phải buồn Đinh Sang đó khi đi đó ha. 3 bước nó lại lại. Dạ. 3 bước nó lại lại. Nó cãi mày đánh, nó cãi mày đánh, mày chém rồi trình sao nghe chưa? Dạ. Dạ, như thế này được chưa bẩm Thiên Tuế? À, tù đó ha. Ờ, tù Thái Tử mà, Thái Tử tù thì ra sang quá. Được rồi, nè, đi theo giám thị đã có khâm sai. Nếu cầu được Lê Quê á, thì xóa tội. Bằng chẳng được á, thì đừng mong thấy mặt vợ con. Ta về. Dạ thưa Thái Tử, lệnh đã dạy thì ngài cho con làm tròn. Bây giờ bắt đầu 3 bước một lại. 1 2 3 đi. Sao không lại? 1 2 3 lại. Khoan, không sai, không sai vì tình thương giùm Thái Tử, đừng dùng đồ xôi hành hạ mà tuổi cho kẻ xa cơ. Dạ tôi đâu có dám thừa nước đục thả câu, nhưng vì Lỗ Quốc Công đã dặn nếu 3 bước không lại thì đánh, nên tôi làm theo cho tròn bổn phận mà. Khâm sai, xin người đang chờ giây lát cho tôi. Tôi thông tiễn trưởng huynh. Dạ cũng được, nhưng mà lẹ lẹ để rồi còn lên đường. Đại huynh kìa,
Kim Liên, sao em không lo cho mẹ? Đến đây làm chi để nhìn anh đi vào cõi chết? Đại huynh, Lương y vừa đổ thuốc qua hai ngày mê sẵn, mẹ mới nằm yên. Em vội đến đây để tống tiễn đại huynh. Kim Liên, ôi ngày nào khôi giáp chỉnh tề quay về hiên ngang, nay tiểu mạo thanh y còn bị người hành hạ. Cảnh trai ngang, nào ai ngờ trước kiếp sống con người do ở hoàng thiên. Đại huynh, sang hèn dinh nhục khóc cười, phước nhờ quá chiếu tránh làm sao qua. Trời đông năm xưa còn đâu tay anh trói trăng như tù. Dòng lệ em ngắn nhưng nỗi đau trào dâng. Phong sương không màng dầu gian nan anh không than. Mong em chú toàn tròn thăm minh lo máu thân bình. Đại huynh, tình thầm hết mong trùng phùng. Đôi nguyệt mang sao đạp sỏi dài sành, anh sẽ phải nắng sương dầu dài. Uống nước bằng mồ hôi chán cơm quà nước mắt, lưng chịu đòn roi trên bước đăng trình. Sợ tình đời đen bạc như vôi, dẫu đổ bìm leo thay đen đổi trắng. Người ta được thời tăng thế như kê thành nề phùng, còn anh một phương xa cơ biến cũng thành gà. Không đâu, em vẫn tin chị Lê Quế Phong là người tệ bạc xấu xa. Trong sáng như gương rạng ngời như dần nhật nguyệt, anh bảo trọng tâm trạng khi đến quận Hàng Giang. Và mời tiểu thơ trở lại, thỉnh thái tử lên đường. Đại huynh, Kim Liên, anh đi, em rang thay anh chăm sóc cho từ mẫu. Đại huynh, thái tử bưng mộc án lên. 1, 2, 3, lại. Đứng lên. 1, 2, 3, lại. Trời ơi. 1, 2, 3, lại. Đại quân. Thank you.
giang. Luyện mã binh thủy bộ tinh tường, chờ hữu sự xua quân tiến tác. Không, thật là bể dễ, thật là quay hùng. Nhưng mà đây là đạo binh của ai? Nè, người hãy vào hỏi thử, ta chờ ở đây. Dạ, thái tử đây chờ nha, em vô. Đại ca, mạnh giỏi. Ê, sai ta, giờ áo quan hết rồi thấy không? Anh em mà, mình anh em mà. Quen hồi nào mà anh với em hả? Đó là cách xã giao mới gặp mà. Mới gặp kêu đại ca. Nè, nhìn kỹ coi, con gái mà, chứ đâu phải con trai đâu mà kêu đại ca chứ hả? Ủa, huynh con trai hả? Trời ơi, con trai gì mà tướng ta mập mập giống đàn ông con trai vậy cha nội? Nè, ta cấm nhà ngươi nói tiếng mập nghe chưa? Mà phải nói ta là có một thân hình phì nhiêu màu mỡ. Trời ơi, mập thì là mập, tự nhiên danh chuông thân hình phì nhiêu màu mỡ. Dạ, con gái hả? Con gái khó xưng hô quá, biết em gọi sao vậy? Nè, phải kêu ta là đại cô. À, đạo cô. Ê, ta tu hồn nào mà kêu đạo cô? Phải nói là đại cô. Đại cô hả? Đại là bự đó chưa? Đại cô hả? Phải đại cô hồn không? Chết nghe con. Không biết, đại chết với cô, tưởng cô hồn. Dạ, đại cô. Sao? Dạ. Ê, bộ nhà mi thấy sang cái bắt bạn làm họ hả? Có, anh em mà, anh em bè bạn gặp nhau mà. Ở đâu đến đây? Dạ, em ở xa mới tới. Thấy nơi đây giáo gươm rầm rộ, cờ xí rộng trời. Chẳng biết đạo binh của ai. Dạ, vậy... đại cô chức gì? Ta nói cho nhà mi được biết, như ta đây theo quái ninh hầu chủ tướng, còn ta đây là đại tổng kỳ. Em biết chức này rồi, đại tổng kỳ. Đại là lớn, tổng kỳ là tỷ cộng, cộng lớn. Nhiều cộng gì nữa, đại tổng kỳ, tổng kỳ là tỷ cộng á. Sao mà ngu quá đi, đại có nghĩa là bự phải không? Tổng kỳ là cờ đó chưa, là cầm cái cờ bự thật là bự đó. Có nghĩa là huynh cầm cái cờ lớn á hả? Ừ. Đúng rồi, tướng này phải cầm cờ lớn rồi. Chứ tướng sao? Này sao cầm cờ nhỏ nổi. Dạ, vậy là đại tổng kỳ. Dạ, ủa, xưa nay ở đại đường đâu cũng có cái chức quan ninh hầu bao giờ, mà người thọ chức là ai vậy? Cái chức này đã nghe không? Đó là do bệ hạ mới phong, theo lời thỉnh cầu của Trình Thiên Tuế. Ta nói cho mày được biết nha, mà cái người thọ chức đó chính là Phạn Lễ Hoa. Em biết rồi, trời tử ngay xa lạ, trời bà này em quen lắm, bà Phạn Lê Quê chứ gì. Sao Phạm tử là đứt đâu. Sao quýnh em? Chứ sao, bà của ta tên là Quê, nhưng phải cử kêu là Hoa, biết chưa? Trời ơi, thì Phạn Lê Huê là Phạn Lê Quê, tự nhiên cử là Phạn Lê Hoa, sao bà không nói Phạn Lê Bông á? Trời ơi, sao chị vũ phu với em hoài vậy? Ta chưa biết hả? Bông là tên của ta, biết chưa? Ủa, chị tên Bông hả? Con. Trời ơi, em đâu biết đâu, chị tên Bông em đâu biết. Dạ, đi chẳng... chỗ khác chơi đi. Dạ, em nói nghe. Dạ, chẳng dám nào chị. Ủa, quên không có chị. Ê, hãy là đại tổng kỳ. Dạ, nhớ rồi. Dạ, khó quá. Dạ, đại tổng kỳ. Dạ, làm ơn giùm em. Vào thua với bà có đường đào bảo giá. Tiên quân quan tinh tiết tinh sang. Gửi xin vào ra mắt.
Thôi, đi chỗ khác chơi đi. Tôi đâu có rảnh đâu mà làm mấy cái việc không công đó. Hơn nữa người ta còn mắc. Mắc cái gì em nói chị nghe. Dạ giúp đỡ đi, giúp đỡ mẹ em đi. Giúp ai cũng vậy, giúp lùm em cảm ơn mà. Em nói chị nghe, con ca nó sống nhờ nước. Con người sống phải làm phước. Xin chị đừng từ khước, lấy chút đỉnh ăn bánh ướt. Ê, mày muốn hối lộ hả? Nè, xế ta, dạ? Tụi mày biết nha, đừng có bày đặt nghe chưa. Dạ phải coi chừng. Dạ đâu có, em đâu có hối lộ gì đâu em. Nè, con gái giờ chị biết hối lộ lần nào hết trơn hả? Dạ. Ôi, đứa khéo khéo coi chừng người ta thấy. Dạ, người ta thấy rồi chứ, tôi biết chưa. Dạ, chị sợ thấy hả? Bỏ vô lẹ lẹ đi. Dạ đây. Dạ, gói chút đỉnh, dạ thấy chút đỉnh đó. Dạ. Thôi nhau. Ta thấy nhà ngươi cũng tội nghiệp, ta thương tình đi nghe chưa. Dạ. Cái này gọi là ta tạm xài đỡ giùm mi đó nghe chưa. Dạ. Nè, nhớ nghe không? Dạ. Mình muốn người đó sắp tới đừng làm vậy nữa nghe chưa. Dạ. Mà có làm nhớ nhiều nhiều một chút, đừng đưa ít nghe. Dạ, giúp đỡ giùm em nha. Ừ. Con về. Sao? Dạ, có đường phèn băng cha, tiền đi làng bằng tinh kết gian nan. Cái gì? Dạ, xin chờ con chút. Trời ơi, cha nội. Gì? Cái tên gì dài sọc ai nhớ? Tên sao dài? Trời ơi, làng nó bị quở hết chưa? Tên sao dài đâu quở? Hết tên. Ai đợi tên gì mà tên đường phèn bán giá, tiên đi lang băng tính tiếp gian nan. Tên gì kỳ vậy? Trời ơi, cái con mẹ này, cha mẹ nuôi cho lớn lên thịt thà thừa thải, rồi mở đứa che bít cái lỗ tai. Trời ơi, ta nói tiên đường trào bảo giá, tiên phun quang tính tiếp binh sang. Thiết binh sang chứ cái gì mà gian nan như bán giá. Nói vậy là đường trào bảo giá chứ không phải bán giá hả? Ừ. Tiên phun quang. Tiên phun quang tính tiếp binh sang. Đinh sang, trời ơi, tôi tưởng gian nan chứ. Được rồi, chờ chút xíu nghe không? Làm ta bị la. Đúng là cái lỗ tai không có con người. Thế nào? Dạ. Đường trào bảo gia, tiên phun quang tinh tiết đinh sang. Hả? Gửi xin vào ra mắt. Được. Tống Kỳ. Dạ. Ta chưa lệnh mời vào. Dạ. Nè, bà tôi mời vào đó. Trời đất ơi, tưởng ai đâu lạ, chứ không ngờ quen quá xa vậy. Trời ơi, ai không biết ông Sang là chồng của bà Hoa đó mà. Tầm bậy. Nè, gì? Tại sao nhà mày dám đánh quan chứ hả? Quan mày biết nha, có chừng ta sẽ cho mày một kiếm nữa rồi. Đúng tay vô. Khủng lao, để cho mày biết, phạm tội hả, dám kêu Tiết Minh Sang hả? Mi không có quyền kêu Tiết Minh Sang, Mi phải kêu là Tiết Minh Sơn nghe chưa? Sao? Ông Sơn là chồng của bà Hoa, biết không? Mi nhắm ở đây có ai ngang hàng hơn ổng? Nè, để cho Mi hay nha, hồi nãy giờ ta giả bộ, ta nhịn Mi nha, ta nhịn Mi nhiều lắm rồi nha. Mi có biết cái này là cái gì không? Nè, biết gì? Nè, coi nè, biết không? Hả? Lệnh bài Tổng Kỳ, biết chưa? Tổng Kỳ nè. Dạ, ngưu phù cầm đất lễ. Dạ, xin ra mắt ông hai. Suy ra. Chức tước ta rành quá, mày dám xạo với tao. Trời ơi, dám nuôi đại Tổng Kỳ. Trời ơi, tao muốn đá mày hút đá quá. Dạ, chết em. Xê đa, không có ôm tao, nhột. Xê đa, dơ. Dạ, dơ, cái gì đâu dơ. Dơ tay mi á. Dạ tay em sạch lắm. Không phải đâu, tại quần áo ta mấy đời đi mấy ngày trời rồi không có giặt, ta sợ dơ tay mi. Thôi hèn chi nãy giờ đứng nghe mùi tưởng chuột chết. Thôi vào đi, ta sẽ mời ông vô. Dạ bẩm ngài, dạ đây là đạo binh của bà Phàn Lê Quê, dạ đã mời ngài vào. Khâm sai, ngươi hãy ra ngoài chờ ta đây nhé. Ô kìa Phàn nương. Nàng dẫn chuyện xưa nên tới mừng bả xây bên kia.
Nhưng mà không sao, dù gì cũng là vợ chồng mà, chém bề sống chứ ai chém bề lưỡi. Này, anh Đường Đào Thái Tử vừa quan sang đến tận Hàng Giang, ngõ hầu mong tầm gặp bạn lang, tiếc đinh sang đây bơ bầu. Phải mà, quái quyền quá mà, sang trọng quá mà. Bà xây bên đây, tôi qua bên đây, bà xây bên kia, tôi qua bên kia, bà xây qua bên nọ. Ta muốn bỏ lấy mà về cho rồi. Nhưng mà không được, vì dạng sang ta phải dằn lòng, cứ quốc giận đâu này tủi nhục. Có ta Đường Trào bảo giá, tuyên phương quan danh tiết đinh sang, vượt gian nan đến tận Hàng Giang, nay tận mặt lê quê phàn nữ. Tên kia, đây là dòng binh của bổn chức, nhà ngươi lại vào đây để làm gì? Kìa, sao em? Ai là em của ngươi? Sao sao ai quên rồi? Hay là cao sang quyền quý nên vui ân tình, trơ lòng mình anh chân nhân nhìn làm ngơ bao đành. Bà, tôi chẳng phải thằng điên, tôi không là đứa ngông cuồng, mà tôi vào đây là nhắc cho bà nhớ một người. Ta đã quên ai mà nhà ngươi nhắc, còn nhớ là nhớ một người nào? Nói đi nè, nhớ lộn xộn là đứt đầu nghe chưa? Tôi nào dám quên phép vua luật nước, xin bà nghe nhắc một người đã quên. Người Hàng Giang ai cũng hứa với nhau ân tình, nhưng rồi đành xa, xót lòng nhớ thương. Ai dám thường sông lướt ngay bao hiểm nguy, mong được trùng phùng bây giờ đã nhớ chưa lê quê. Chỉ quyết mong tâm chàng là tâm chàng, lòng ta vẫn yêu chàng. Này tên kia, bây giờ Lý Thái Tử ở đâu, làm sao để gặp chàng? Bà muốn gặp cái người hào hoa phong nhã, văn võ song toàn, hoặc thước oai phong. Phải, ta cùng chàng đã lễ bái Tư Hồng, bây giờ chàng ở đâu? Chẳng cần đi kiếm và tìm, mà bây giờ đã có tại đây. Cao dài phước ân đã ban truyền, lê quê nàng ơi đinh sang đây này. Xê ra. Dạ. Xê ra. Dạ xê ra. Này gã kia, mày đã biết ta cùng đinh sang là nghĩa phu thê, chồng của ta là bảo giá quan là thái tử đại đường, khoái ứng nguyên nhung nhị lộ,
mẫu cao áo dài quái phong lắm lắm, chứ đâu đâu phải như nhà ngươi. Ngươi hãy nhìn lại ngươi kìa, thanh y tiểu mạo như một thằng tù. Phải, một thằng tù ti tiện, đốn mạc bẩn thỉu, thế mà lại dám vào đây mạo xưng là thái tử đinh sang. Ta đường đường là một nữ tướng đường bán chức quái ninh hầu, mà lại có một thằng chồng khốn nạn như mi vậy à. Trời ơi, những câu nói đó ta đã cho nàng trong khi thoa mạ, bây giờ nàng trả lại cho ta còn đau xót vạn lần. Phàn nương, phàn nương ơi, nếu như nàng còn hờn giận lỗi lầm xưa, sao chẳng nghĩ đến tình chăn vui. Dù thời tiết có thay mưa đổi nắng, dốc dáng này theo năm tháng chiều, nhưng giọng nói này nàng có thể quên sao? Đã gặp mặt cứ sao không nhìn nhận. Thôi được, ta cũng tạm tin lời của đó. Nhưng mà ông thái tử xưa nay đi đâu cũng tiền hô hậu ủng, còn bây giờ sao lại bừng cùng như thế này vậy ông thái tử? À, mà ông thái tử nè, ông đến đây để làm gì? Chắc có lẽ soái gia cùng gia quyến cũng đắng bình an chứ. Soái gia còn đâu mà nàng hỏi. Tại sao? Soái gia đã chết rồi. Sao? Đã chết vì bệnh tật hay vì sức yếu ở xa trường? Không vì bệnh tật, cũng chẳng chết vì mũi đạn lằn tên của bọn phiên bang, mà do... Thế nào? Do tôi đã băng lầm. Người chê nhiều ta đó. Ai mà chẳng bảo Lê Quê này lỡ tay đã sát hổ trô huynh, chứ còn ông thái tử là quân tử chinh nhân, đâu phải là phường hạ tiện, là loại thú cầm, mà lại nỡ giết cha ruột của mình. Phàn nương ơi, đó là sự thật. Vì sao khi tôi vâng lệnh của Lỗ Quốc Công thống lĩnh tinh binh, thân xuất xa trường trừ diệt phiên nô, tướng Bạch Hổ Quan là tổng tân dương phàm pháo lược tài danh, dây khổ cha già vào chốn thâm sơn, anh đem quân phá trận đồ thì Bạch Hổ càng ngăn. Có lướt sông trên bước dặm trường
buông tên thần giết khổ lang y mong y dục mà lên đường. Không ngờ lại là tin tương của soái già, thiên nhan tha thứ tội tình nhưng phải cầu cho được phàn nương. Trời ơi, soái gia đã chết rồi, chết vì một người con hiếu thảo, trả ơn cha bằng cách băng cha. Nhưng này, ngươi bảo thiên nhan chiếu triệu xuất quân, đâu chiếu chỉ? Dạ có chiếu chỉ đây. Dạ đây. Đâu? Trời ơi, Phàn Nương ơi, vì phải đi gấp nên chẳng kịp lệnh chiêu vua. Cha cha, hãy cho mi dám xạo ngôn hoặc ngữ, mạo danh thái tử đinh sang, tôi có thể dung tha. Đa nhớ phát trường sứ chân. Khoan, tuy nay ngươi phạm tội, nhưng ta tha thứ dung tội rơi đầu. Tống kỳ. Dạ. Truyền tống kỳ đánh hắn 40 côn chỉ tôi. Tuân lệnh. Khoan. Dạ khoan. Tống kỳ. Dạ. Nghe bà dặn, mi cô đánh thì mi dư côn chưa thật là cao. Dạ dư cao. Rồi đánh xuống chưa thật là mạnh. Dạ đánh thật mạnh. Đánh. Thôi chứ, vậy cha nội nằm hoài sao? Hả? Trời, da, cái bấm bà. Sao? Da con lỡ tay đánh nó, chết rồi. Da! Chết. Chết. Mai Quang Hồng. Thái tử. Tiếc lắm. Ơi đầm đìa thân máu chàng hơn.
thất hủy. Phụ tàu khăn chẳng nghĩ nghĩa vui chăng, nhưng luật tuần hoàn khó thoát được lưới giăng. Trước gian hành hạ, nay ta hành hạ lại, để cho chàng biết ly quy phàn nữ. Ngang dọc hào hùng, nào phải nhu nhược yêu hèn. Thân tồi tàn sư sắc, dây bao rối vượt phủ phàng. Lòng thỏa mãn với bao nhiêu ngày chịu nhục. Không, Lê Quê, tuy anh giận chém em vì nghe em bất hiếu, chứ nào phải anh chẳng thật yêu em. Anh yêu em mà, Lê Quê. Trời ơi, trong cơn mê sảng mà chàng thốt ra tiếng nói tự đáy lòng chung thuế, chứ không hề phụ bạc. Tiếc Lan ơi, vì giận đó em muốn đánh chết giận, chứ chàng có biết đâu nặng chữ tàu khang em tha thiết yêu chàng. Bạc tình lắm, bao nguy hiểm cũng không thương người dày gian. Khi thảm cảnh trái ngang em tỏ càng mà chàng vẫn không tin gắn cho em là kẻ vô nghi. Đó lại giận nữa rồi, anh đã nói hết lời với em, đó là sự thật. Nhưng mẹ con bằng nhau thì làm sao tránh khỏi việc anh phải nghi ngờ chứ. Mà cũng ghen nữa hà. Nhưng thế thường đã yêu nhau thì hay tranh giành và ích kỷ, mong giữ cho được kẻ mình yêu. Suy nghĩ ra thương biết bao nhiêu, dầu chính giận chớ mùi thương đã gắt. Tiếc lắm ôi, thiếp đành gạt lệ âm thầm buồn khóc cho ký phong nhan, chớ không thể cùng chúng quan lạc, vì muốn ai kia thấu triệt nghĩa chung tình. Tâm tánh đó tự cao tự đại, phải được vui rèn qua thử thách của thời gian. Đời đoàn viên. Tống Kỳ. Dạ. Đây là linh đơn, ngươi hãy cho hắn uống, và rồi hãy đuổi hắn đi ngay. Biểu mày à, đại cô hồn ủa quên, đại cô nương, đại cô nương, nãy giờ ông bà gặp nhau chắc ngã heo ngã bò ăn mừng, nên tôi đứng ngoài đài tôi ra đập bò bóp 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 phải không? Đúng rồi đó nè, biết không, đập 3 con bò, 8 con trâu, 9 con heo, 10 con lợn. Trời dữ vậy hả? Đại tiệc lớn lắm mà. Trời lớn dữ vậy hả? Nè, tôi nói cho anh biết nghe không, mà đặc biệt nhất là một mình anh 1 con bò. Trời ơi, một mình tôi 1 con bò. Đi theo tôi, đi theo tôi vô đây, vô đây. Đó, chuyện đi. Trời ơi, thái tử. Chuyện gì ăn giọng đi, Trời sao dữ vậy nè. Nè,
Tôi cho mà biết đi không, kể từ nay tới sau, nếu mà mi cùng với cái thằng cha này lộn xộn nè là chết ngang con. Trời ơi, thầy tư, thầy tư ơi, đang tỉnh dậy, con cổng ra ngoài, thầy tư, theo con ra ngoài, thầy tư ơi, sao dữ vậy nè trời. Lê Quê, sao con đứng nhìn trân trôi mà tâm thần như chết liêm? Có phải là lòng con còn yêu tha thiết tiếc đêm sang kẻ đã từng hất hủi con đêm giả phủ vàng? Sao con lại còn thương còn tiếc? Mẹ ơi, vì con trót gửi thân trao phận thì Lê Quê này sống chết là do ở tiếc lăng. Nghĩ hận xưa đánh vàng thịt nát xương tan, vui giận thỏa lòng quất hận. Mẹ thấy thái tử xác thân tiều tùy, cũng thương người thất thế xa cơ. Xét lý ra, vì hắn trọng hiếu thâm, tâm khinh mạc kẻ nào bất hiếu. Nhưng tiếng thị phi giờ đấy mắc phải, con băng cha dây trả nhãn tiền, dương vào trong kiếp lụy tiền, con nên xóa bỏ hận sầu đã qua. Mẹ ơi, muốn rõ giả chung tình hay phản bội, thật tâm chàng có yêu con trẻ hay không, nên con muốn thế nào? Con muốn quyên sinh Lê Quê. Con muốn quyên sinh cho hồn con về chung tỳ thi chẳng rõ giả sẽ tận tường. Lê Quê, con ngóng cuồng về gian dở tình yêu, bấn loạn tâm thần nên không nghĩ bằng cùng suy, coi chết con tìm về để mẹ dương trần. Con đời mà chỉ một thời gian, dùng linh đơn sư mẫu ban truyền, trả từ thử dòng rõ và phương phương. Nếu rủi linh đơn không hiển linh rồi con chết thật mẹ, thì mẹ con ta vĩnh viễn biệt hai đứa. Không mẹ, mẹ muốn tầng tường, nếu linh quỷ mình không nên. Mẹ an lòng vững dạ, con cân nhắc kỹ càng. Linh đơn này Lê Quê, đừng con xin sư mẫu chân tri nơi âm cánh. Lê Quê, con thầm về Lê Quê. Tại con nghe văng văng tiếng chuông vang, âm thanh cõi chết bất ra. Thank you.
tâm càng câu xe nước tan ra rồi à. Con mẹ xuống sang lòng lệ mãi rơi, mẹ cớ chi con phải quy đi thân hình khi tuổi đang lúc xuân. Bao nhiêu ước mơ nay đã tan, gan bào như đang thất. Từng cơn đau nhói tim, chan thác đi rồi chuỗi đời mẹ chỉ có sống lê à quê. Lê quê ơi, lê quê, lê quê, lê quê con bỏ mẹ rồi con ơi. Này chị, trước cổng tam quan treo cặp đèn tang, có phải là Phàn Thái Nương đã chết? Không phải, bà cô tôi còn sống, tôi cùng tướng sĩ đều để tang đây. Là gì? Bà Quai Ninh Hầu Phàn Lê Quê đã chết. Chết! Rồi đi, mày hãy đi khỏi nơi đây. Vì mày mà con ta chết. Mày là một người bạc nghĩa dòng ông, được kim mẹ ná đặng cha quân non. Nhạc mầu, đi 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 cho khuất mắt tao, thằng khốn kiếp. Nhạc mầu hãy mắng nữa đi cho thỏa lòng căm dân, vì con là đứa vô lương vong, tình bội nghĩa hất hủi đuổi xô tệ bạc đã bao lần. Thương tội Lê Quê, nàng vẫn lặng im gánh chịu số phận. Khúc phượng cầu hoàng con đã hãy sai cung lỗi nhịp, giọng quán não nùng gian khúc đoạn trường. Đừng nổi quan hờn dùng nàng
đã đánh con tan da nát thịt. Lòng vẫn nở nụ cười mong phu thê đoàn tử. Trời ơi ai có ngờ đâu chưa chút cạn nhớ thương đà dính biệt muôn đời. Nhạc mẫu, xin nhạc mẫu cho con biết vì sao Lê Huê chết. Mi mà con biết thương nó sao? Theo ý ta nghĩ nó chết như vậy là mi vui lắm chứ. Vì Lê Huê đã không còn là một ngọn gai trước mắt của mi. Nhạc mẫu, nhạc mẫu ơi, vì hiểu lầm gì tớ ai nên chúng con mới tạm xa nhau. Chứ phải đâu là một thạch thảo mau mà chẳng thấm đượm mân tình duyên chăn gối. Niềm khắc khoải nhớ thương bạn ngọc, giọt lệ tình chàng chưa khóc cố nhân. Xăm thương dính biệt muôn đời, theo sơn rời ra vườn loan chia đàn. Ôi thoáng nghe câu hỏi biết lòng xót xa, đời khiến nỗi vong ba. Lê Huê hận tình trái ngang, độc dược quyên sinh sớm dứt nợ tình. Xa lánh dương trần vì con mà Lê Huê thác quan, xin cho đinh sang thọ chế cư tàn. Trong này ngồi cánh áo quan, nghĩa phu thế trọn đạo tào khang. Lòng hối hận thiết tha, bởi ghét bởi ghen, đã đánh mất tấm chân tình tha thiết của Lê Huê. Lòng cầu khẩn ta cũng phiêu lòng. Lê Huê con ơi, tiếc đinh sang muốn trọn đạo vợ chồng, chuộc tội phủ vàng hết mũi Lê Huê. Trong đã điểm đầu canh, cả ngày mệt nhọc, xin nhạc mẫu vào phòng yên nghỉ. Trọn đêm nay con canh giữ ao quan, không chỉ một ngày mà cả ngàn ngày. Chân sung gối mỏi quỳ bên mồ nàng. Phàn Lê Huê ai thế ơi, những tường trăm năm dày can lệ, nào hay đâu chồng vợ rẻ châu trần. Anh phải nào kẻ bạc tình lang, sao em để lỡ làng duyên ca nước. Đội nguyệt mang sao tay bưng mộc an, đạp sỏi dài sành không chút kêu than. Chuộc lỗi lầm trách bậy ghen lầm, mong kiên cải thâm bền duyên la thâm. Trời ơi nào hay đâu, gãi ganh gan thường lễ thăm bâu. Kéo sơn rồi ra yến quanh sầu, ngăn sông núi biệt tình ly cách. Tử Huy gọi bạn khóc đêm thâu.
tâm tái tê, danh khăn tang khóc cho người thành thiên cô, thương sầu chơi với tâm bào tả tơi. Điều chi mới sống hôm qua giờ ra mà bước tiến đến đây, vua thần bên mình quan tài bữa nắp má tìm ai thế à. Nay đã thác rồi lại còn lấy búa nại áo vang, không không, không có bán hồn chi lại đêm thôi dạ mang kìa phản ứng nói chưa rõ không thì ta bó cô. Khoan anh không phải quán cừu chi cả, nhưng vì nghe quan tài có tiếng động vang, nghi rằng hiền thê còn sống lại chốn dương gian, lấy búa anh bữa áo quan tem cho rõ mà. Ta đã chết mà không yên nơi yên chỗ, dẫn đinh sang ta chết ức chết quan. Hiền thê muốn bắt hồn ngươi về chốn diêm quan, chết đơn lẻ một mình ta lạnh lẽo. Không hiền thê ơi, đừng nhát anh. Điều đó chỉ chưa duyên hài lòng chẳng nghi phải chính chỉ khăn tàn cho trọn nghĩa vợ chồng, nhưng đừng nên bắt anh theo về chôn diêm đài trăm lần không, để anh sống mà lo cúng cơm cho nàng. Nói như bầu trời xoay, tóc gái ta nại dựng hết rồi. Trời đất ơi, mọc ốc khắp người. Đinh Sang, hiền thê ơi, anh sợ lắm. Đinh Sang, đừng nhắc anh lại em. Đêm qua chút nỗi đã quê răng lòng sắc son trên chung. Lòng thủy chung anh đã phụ em, anh không phụ em. Em sung sướng khi nghe lời anh, trong dương gian a tỳ không a lìa. Đây thoát dông đây. Ôi trời ơi, hết rồi lệ quê đã toan bắt hồn.
mà nói chung tình. Đinh Sang, nãy giờ ta chờ lâu rồi, còn phải theo ta qua quỷ môn quan, lên cầu sánh tự, xuống 10 tầng địa ngục gặp Mã Diễn Ngưu Đầu, mới mai gặp Thập Diện Diêm Vương, ta với mi cùng đối chết. Chết thì bằng cách nào cũng được, miễn chết mà thôi, chứ còn thắt họng hả? Trời ơi, thành ma thần dòng, lưỡi thè cả thước, anh sợ lắm. Ông sợ chết à? Thế mới biết sống thì nói tiếng chung tình, chia duyên rẽ nợ khi lìa âm dương. Ông tiếc thái tử, sao ông không nhớ lời đoán thầy, buổi đầu hàng gian ngại tiếp chàng tương ngộ. Ta thề nguyện trăm năm duyên nợ. Không lỡ làng kéo sớm phai nhạc, sống người gió tạc. Trước tông ba ta dừng tay chèo. Dừng, anh nhớ. Anh hứa rằng không phụ tình em, dù non mòn biển cạn, nghĩa phụ thế lòng chẳng thay lòng. Thế mà tiếng chung tình nhờ gió thoảng mây bay, hai lượt núi đi phân giờ rẽ chồng. Tôi đã vì ai không nghĩ phận má sang chết đồng quất đồng quang. Nay lê quê chết rồi thì anh ở dậy cung cơm. Đồ bá tinh, ông thề chết đồng quang đồng quất ở chỗ nào? Vợ chết rồi chồng không có chịu chết theo. Được rồi, được rồi, anh sẽ hứa, anh sẽ chết theo em, nguyện nguyện chết theo em cho trọn đạo gối chăng. Một lạy quân vương, một lạy gia mẫu, một lạy nhạc mẫu, tiếc Đinh Sang nguyện tuấn mã. Tiết Lan Lê Quê, Lê Quê em đi mà. Tiết Lan Lê Quê. Căm không hề phải quán tiếp Đinh Sang, chất hơn ngất ngơ đời quay về sơn lâm sống thanh nhàn, không ham quyền quy á. Năm canh có an như mẫu từ anh xa soi đường thoát cùng nhớ hàng cùng thân ra giúp vua làm tròn tu mi.
lòng dằn lòng thời cơ khi đến nơi, rửa cho sạch thù. Luôn tía nè con. Hả? Đinh Sang. Hả? Đinh Sang. Mắt nhìn tương tấn, thái tử Đinh Sang luôn quả là ma đưa lối quỷ dẫn đường, bất dung tha cương ích, luôn 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 luôn. Thơ của mẹ con nè, thơ của mẹ con nè, nhờ cha đem lên lớn tuy tầm, con trẻ đặng có tao thơ con hãy bình tâm. Ai là con mi sao trước chẳng nhận nhìn, buông lời hèn hạ vô à lướt à. Đứng lên luôn ơi tía hạ mã. Thượng mã, thượng mã chết cha liền à. Ừ mẹ coi đi con. Hoàng Lê Quê nghĩa mẫu ký thơ, ẩu tử ứng luôn khai khang. Từ mẹ con cách biệt, đêm ngày thổn thức khó an. Mẹ con nhớ con. Lỗ quốc công, thần bao hung tinh, rằng nội tổ, rằng nội tổ con đa tuyết mang. Trời! Bình tĩnh lại con, bình tĩnh lại con. Bằng bạch hổ phụ thân con lầm lạc, khiên thê luôn thảm cảnh đoán trường. Trên thanh hoàng đếm giả xót thương, mẹ khoai ân quay ninh hầu chỉ chức. Xua quân mã bạch hổ hoàng tiên phát, sát dương phạm bình tân phiên bang. Muộn cho danh tiên vẻ vang, còn mau sớm quay về dưới trướng. Về dưới trướng. Về với cha con. Thù quán cũ hãy nên xoa bỏ, mà cố tâm lo đại sự chung. Kẻ tài ba đừng mãi một chi anh hùng, mẹ mong kẻ suy cùng nghĩ tân. Hoàng Lê Quê bút ký bố tư tự thân đây, tấm lòng mừng hân hoan. Ta mãi lo hết mong sum dày, giờ được thơ trùng lai vui nào bằng. Trẻ thơ vui mừng vì được thơ, nghĩa phụ cũng mừng vì gặp con. Biệt ly bao ngày, ngày mai đây trùng phùng. Thôi! Quán xưa tâm này nào nguôi ngoai, trước kia khinh lờn lòng căm gan. Sơn lâm đau ta mày, chờ gặp mi chặt đầu. Luôn luôn! Chắc là mẹ con kêu rằng thù quên đi, máu tuôn ghi lòng thì không quên. Trời ơi nguy rồi, về ấm tí mà buồn. Chết ông ơi, hãy chứng luôn giữ không mẹ. Ứng luôn nghĩa tử tê đầu mừng thí lệ. Mẹ đây miễn lễ, con trẻ bình thân, mẹ cấm con không được hoành hành. Hả? Cần giữ lễ quân thần phụ tử. Mẹ lại mẫu thân mọi việc hãy thứ tha, con chẳng như xưa cướp của hai người, mà lo trồng tỉa cuốc đất cày sâu tự làm lấy mà ăn. Lâu la đông đầy không là táo loạn, mà để khi cần chờ đường quốc bình hùng kéo sang tiêu diệt phiên bang.
lời con vâng mẹ đây vui già, chẳng hồ mai sau khi dục gió vui màu. Anh hùng có chi thì nên, sự vàng sao sẽ bia tên. Một trang tuấn kiệt hùng thiên bất diệt, lưu để hậu sanh ngàn năm ghi tạc tiên bang xa phạt. Dạ thưa mẹ, thuở xưa kia con như một kẻ sống trong bóng tối, không người dẫn lối đưa đường. Khi gặp mẫu thân mọi việc phân tường, thì con trẻ đã biết đâu là lẽ phải. Nay con trẻ dẫu tuyết sương dầm dãi, thì thể tan tâm tri ha thang, nhìn lòng giữ dạ trung trang, trăm đao ngàn kiếm không hề sờn gan. Hay lắm, còn lâu la đầu mục. Dạ, lâu la đầu mục ước hơn 3,000 sẽ theo con đi sát tặc. Thưa mẹ, còn một việc con muốn xin, xin mẹ cho con được toại nguyện. Ứng luôn, con muốn xin mẹ điều chi? Thưa mẹ, xưa nay phàm những trang thượng tướng, khi ra quân điều tế lễ lúc khai cờ, nên con muốn mẹ cho con chém một người lấy máu tế hoàng thiên, và để thù xưa được trả. Ứng luôn, con muốn giết ai? Thưa mẹ, sao Tiết Đinh Sang nghịch tặc. Hả? Ứng luôn nghịch tặc. Sao mới dám muôn lời nghịch măng, chữ thảo ngay lại với phối dung. Dạ con, nếu con muốn lại gan thì cứ việc thi hành. Hả? Những tình mẫu tử từ nay đất đơn. Mẹ, và nơi đây sẽ là trường xa quyết đấu, nghĩa vợ tình chồng mẹ không thể làm ngơ. Mẹ, mẹ ơi, mẹ xin mẫu tử giảm cơn thịnh nộ. Con lỗi lầm, xin hãy thứ dung tha. Qua ngông cuồng nên mới chẳng nghĩ suy, thành phạm thương trong tình phụ tử. Mẹ, Nếu mẹ thật tâm không tha lỗi cho con mặt mũi nào sống ở thế gian? Một lại này con trẻ tạ từ, hùng xin gửi nơi miền Di Thủy. Khoan dừng lại, khoan vội thác à, con cần nên sống. Bao quan cửa đã chẳng còn à, trên thế gian này ai không lầm lỗi. Tàn nương ơi nên rộng lượng, âu nhi nay đã tạ tội thì nàng nên tạ tội dung tình. Tôi chẳng muốn mình à, có con ưu nghịch, quân thần lối đạo chẳng chọn hiếu thâm. Nó đang rơi đầu chàng xin tôi mà chi? Nó đâu phải con bà mà nó là con tôi, lỗi con tôi đã tha rồi. Bà muốn giết thì bước qua xác chết của tôi rồi mới đụng tới con tôi. Xin đa tạ thân phụ xót thương, đừng vì trẻ dại mà mẹ cha kém vui. Tội tại trời con lỡ gây, thì một thác cho trọn đạo. Sao bà còn đứng đó điềm nhiên, nhìn con nó chết hay sao? Tiết Lan
cần gì phải mến tiếc cái thằng con khốn kiếp ấy, chỉ biết nghĩ riêng mình mà chẳng nghĩ đạo tam can. Và hơn nữa, nó nào phải con chàng. Nhìn những hồi nào mà Tiếp không hay không biết vậy cả. Nó là con của tôi, là họ Tiếp, soái gia cũng đã chấp thuận. Thì bây giờ con tôi nó có lỗi với tôi, tôi là cha, tôi tha cho nó. Bà không có quyền. Luôn. Dạ. Đứng dậy đi con. Dạ. Bây giờ tôi giao với bà, con gái về phần bà dạ dỗ, con trai về phần tôi khuyên răn. Ranh giới đã chia phân, từ nay về sau bất khả xâm phạm nha bà. Tiết Lan nói đó là bằng sự thật. Chứ sao? Như vậy cũng được. Ứng luôn. Dạ. Ta vì tình cha của mi mà dung tha tội chết. Hả? Mà tha tội cho con rồi đó mẹ. Dạ. Đầu đa tạ mẫu thân tha tội, nguyện với lòng hết dạ kính thờ cha. Con phụ thê này đoạt tự, phụ tử quán chẳng dương. Ta phải lo mưu tính việc bình tiên, xưa quân tới giải dây bạch hổ. Tiết đinh sang khinh lệnh, cho lệnh ý lệnh cấp cần tổng cho đó tổng kỳ chi chức. Xin. Hả? Tổng kỳ à? Ừ. Xin tuân lệnh. Ứng lương. Dạ. Tiền phong con giữ lấy, ráng thành công mẹ sẽ thưởng ban. Khâm thừa mạng lệnh soái gia, thân giàu nát lòng không than tiếc. Xuất binh. Cờ tung bài phất phới á, danh phàng nữ lê quê. Tỷ dĩ đoan trang khôi giáp quy nghi, đem binh đánh nước nào khá to. Tôi đây thuận thiên ý phò chân diệt giả, nghiệp đường bạn chư quốc gồm thâu. Hãy bảo phiên dương mau sớm quy hàng, đừng cửa cãi ăn năn không kịp. Nghe lời nói quá cười nên sặc, ta phiên bang bảo dưỡng đường bang, ta không ngờ hàm sa qua thèm khát miếng đỉnh chung, lại rước giặc về dây mã tổ. Lệ quê ải bạch hổ ta nghe quân phi báo, vững hàng dạng biên cô xảy ra, hoàng lê quê sát phụ chô huynh. Vì nhan sắc đinh sang họ Tiết, cô không vậy à, em. Dương huynh, thảm cảnh xảy ra cô thật, nhưng không phải cô tình em muốn phân ly. Phụ huynh của em lợi hại chẳng phân, phò phép báo nên đành tuyệt mang. 10 năm trước dương cùng phàn hai họ giao kết nhau bắt thử niên canh. Dương phàm này cùng phàn nữ lê quê, chẳng hiểu nàng còn nhớ hay đã quên lãng. Việc đính ước hôn nhân dày cán lệ, do mẹ cha định đoạt hai bên. Nhưng có lẽ số trời chẳng tác hợp hai ta. Vui gia thức, em đã có nơi nương dựa. Lời giao ước của mẹ cha nàng dối bỏ, sánh căng thường với kẻ ngoài bang. Màu rút quân mạng đó mới bảo toàn, cười cho kẻ lang tầm hao sắc lượng tầm ban rẻ. Em đây khuyên dương huynh nghĩ suy, chớ cứ mang mà thân chẳng an. Chức công hầu đời anh hàng quy, vinh sang tứ thôn quyết xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mang số nơi đau à, thân lạc má an, mong ước dở dang kẻ phụ nước dòng tình, quan chức chồng có chết không quên, hơi tiếng hoàng dân nước ngựa nghiêng hết mong phục hồi, tương trung thần sắc lấp đầy non, nơi chôn trần tiền à, tâm nguyện cứu giang sang nhưng khó ngăn bước quân thù, thôi đành nhắm mắt xuôi tay hồn quy thiên cảnh. Lệ quê, lệ quê, ta thề với mi, ta đi sống kiếp này chẳng được làm chồng, kiếp sau nguyện làm con báo quan. Dương Hàm, bạc bộ kiếm tay sang sát Dương Hàm tặc tướng. Hay. Hả? Ân Lương. Dạ. Sao con chém Dương Phàm không hỏi qua lĩnh miệng? Dạ. Bấm số mẫu, hắn nhiều lời xúc phạm. Hắn nhiều lời xúc phạm mẫu thân. Con tung nhát kiếm, thị quy ra tay trừng trị. Phải dùi trong biển máu căm hờn, sao ta không đem lại tình thương xóa sạch mối quan cừu, giọt máu Dương Phàm sẽ mang tai hại đến cho dòng họ Tiết, cũng là điều ứng nghiệm lời thề của thái tử Đinh Sang. Tánh nóng nổi bốc đồng con đã phạm vào quân pháp kỷ cương, lưỡi chuyên quyền không chờ lĩnh ban, nếu đem chém con ta không nỡ thi hành pháp lệnh, thôi con hãy đi đi chấm dứt tình mẫu tử. Mẹ, ấu tử dập đầu vàng lại vì vô tâm chứ chẳng phải cố tình, bao cực hình xin cứ giáng xuống đầu con, nhưng đừng đặt đi tình thâm mẫu tử. Ta không thể chấp nhận kẻ ngang tàn bạo hương, đi đi coi như ta chưa hề dựng nó là con. Chúa chót nào hơn nỗi buồn vô hạn, sông chống sơn tầm không mẹ công cha gió mát trăng thanh, tuổi thơ bầu ruộng ngang dòng kiêu hùng không nể chiên ai, khi gặp mẫu thân dẫn đường chỉ nẻo xa lành, xa lạnh chốn lụt lầm con trở lại kiếp làm người. Nay nghe lời mẹ đoạn tình nghĩa màu dưỡng nhi con, phải khóc hay cười? Mẹ ơi nếu sao mẹ con phải sống chập chờn trong u tối, mà mẹ là ngọn đuốc lửa hồng soi sáng bước con đi. Thế mới biết không thể một sớm một chiều có thể thay đổi được thói quen, con ao ước sống trong mái ấm gia đình cương kỳ gia phong, nhưng chưa thuần thục tánh tình cuồng bạo đấy, mẹ phải trách phiền xua đuổi ngơ ngẩn bàng hoàng không đánh mà đau. Mẹ, con lại mẹ tha tội cho con nghe mẹ. Đi đi mẹ. Hiền thế, hiền thế ơi, nhân số hữu phận do thiên định, chân
cảnh rộng cũng không thoát được mái huyền cơ. Thương tội cho ân luôn không gia quyến họ hàng, vợ nhỏ sống bơ vơ sớm mất cha lìa mẹ. Xoáy thế đã cứ vớt thoát dòng phận tục, sao nay lỡ lòng nhìn đứng luôn phải quay bước vào đường nhớ. Nếu vì luật pháp nghiêm minh ta tin gánh chịu tội tình đứng luôn, chỉ mong mẫu tử tương phùng qua hồi gian khó ta cùng bên nhau. Ấn luôn, mẹ tha tội cho con đó. Dạ, đa tạ soái mẫu.